Xin chào các anh đã quay trở lại với kênh YouTube của Ambe. Hôm nay thì em làm video là giới thiệu tới các anh một mẫu bật lửa rất là tiện ích và đặc biệt là đối với những anh mình chuyên hút xì gà các anh nhé. Và chiếc bật lửa này đến từ một thương hiệu rất là nổi tiếng, đó là thương hiệu của Jovon. Đây là một thương hiệu là chủ yếu với những dòng sản phẩm bật lửa mà giá thành rất là bình dân các anh nhé. Và đặc biệt là những chiếc bật lửa này rất là bền các anh ạ. Và chiếc bật lửa hôm nay em giới thiệu được các anh nó có mã hàng là ZB528. Và mã sản phẩm thì em có để bên góc trái màn hình các anh nhé. Nhìn thiết kế của chiếc hòm này thực sự rất là đẹp và rất là gọn gàng chắc chắn các anh ạ. Chính vì thế nên là các anh hoàn toàn có thể là mình làm một món quà tặng dành tặng cho bạn bè người thân thì rất là hợp lý luôn ạ. Và đây, chiếc bật lửa này thì được thiết kế với ngọn lửa là 3 tia. Và đầu tiên thì bên trong là sẽ có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng cho các anh nhé. Và đây chính là chiếc bật lửa ZB528 đây ạ. Và khi mà cầm lên chiếc bật lửa này thực sự là nó, bởi vì nó bằng kim loại nên là cảm giác nó rất là chắc chắn và đầm tay canh ạ. Chiếc bật lửa này thì được làm bằng chất liệu là kim loại hết canh nhá. Và kim loại này là kim loại không gỉ nên là các anh cứ yên tâm. Và bên ngoài đây thì nó có phủ thêm một lớp sơn tĩnh điện rất là bền. Và đặc biệt là nó giúp bảo vệ cho chiếc bật lửa của mình tốt nhất có thể các anh nhá. Và chiếc bật lửa ZB528 này thì có các màu sắc là màu nâu đỏ như trên đây em đang cầm đây ạ. Và ngoài ra thì có màu đen, màu xám và màu bạc các anh nhé. Nhìn thoáng qua về thiết kế của chiếc bật lửa này thì các anh có thấy nó giống hình con cá mập không ạ? Thì chắc hẳn đây là nhà thiết kế đã mang cảm hứng từ con cá mập để mình thiết kế ra chiếc bật lửa này để ẩn dụ cho sự mạnh mẽ cũng như là sự cao cấp của chiếc bật lửa ZB528 này đúng không ạ? Và đặc biệt là chiếc bật lửa này còn có tích hợp thêm cả phần đục xì gà cho các anh kèm theo. Đây chắc chắn là một điểm cộng tuyệt đối dành cho các quý ông xì gà đúng không ạ? Lưỡi đục xì gà này thì được làm bằng chất liệu là inox, giúp các anh đục nhanh và dứt khoát, rất là tiện dụng trong mọi chuyến đi của các anh đúng không ạ? Mình không cần phải mang theo dao cắt nữa, rất là tuyệt vời đúng không các anh? Và khi mình không dùng đến đục xì gà nữa thì mình chỉ việc gấp gọn vào như thế này là xong canh nhá. Và chiếc bật lửa này thì được tích hợp với ngọn lửa khò 3 tia cực kỳ là mạnh mẽ canh ạ. Và em sẽ thử khò xem có thể nhìn thấy là ngọn lửa của nó siêu mạnh như thế nào nhé. Với nền trắng này thì các anh sẽ rất là khó để nhìn thấy tia lửa của nó nên là em sẽ tắt đèn đi để các anh có thể là nhìn thấy dễ hơn nhé. Này, thực sự là các anh có thể nhìn thấy đây, ngọn lửa rất là trong và xanh, cực kỳ là mạnh luôn các anh ạ. Và với ngọn lửa như thế này thì các anh châm xì gà thì nó rất là nhanh và đặc biệt là tiết kiệm thời gian cho mình hơn rất là nhiều nhé. Và để có một ngọn lửa xanh thì cần phải bơm từ những bình ga chất lượng và an toàn. Và tại shop Ambe thì có bán ga chính hãng cho các anh nhé. Và ga sạch khi mà mình đốt lên thì ngọn lửa nó sẽ rất là trong và xanh. Nó bởi vì là nó không có bị lẫn tạp chất và cũng không lo ảnh hưởng đến mùi ga. Và khi mà các anh châm thuốc thì cũng không lo bị ảnh hưởng từ mùi ga đến hương vị thuốc của các anh nhé. Và bao quanh, đây các anh có thể thấy đây, bao quanh của ngọn lửa khò này thì gồm có một cái răng cao su. Lớp răng cao su này là nó để hạn chế tối đa cái lượng nhiệt tỏa ra xung quanh. Điều này là giúp cho cái bật lửa của mình nó sẽ không bị nóng. Và dưới đáy đây thì có cổng bơm ga cho các anh. Và thêm vào đó là có dấu cộng và dấu trừ. Các anh có thể là mình bật chế độ Full HD lên để có thể xem chi tiết từng góc cạnh của sản phẩm các anh nhé. Và các anh nào mình chưa biết cách bơm ga thì có thể là vào kênh của Ambe Shop và gõ vào ô tìm kiếm là cách bơm ga cho bật lửa khỏi Ambe các anh nhé. Bên em đã có video hướng dẫn chi tiết đầy đủ cho các anh rồi. Và với sản phẩm này thì để đặt hàng, các anh có thể là gọi điện từ các số điện thoại đang hiển thị trên màn hình các anh nhé. Hoặc các anh nào mình có thắc mắc gì về sản phẩm, cần tư vấn gì thêm thì hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video nhé. Và xin cảm ơn các anh rất là nhiều. Hẹn gặp lại các anh trong những video lần sau.